Từ lâu, người dân Đồ Sơn vẫn coi lễ hội Chọi Trâu là một tập quán tâm linh. Bởi vậy, họ không tiếc tiền bạc, thời gian và tâm sức để tìm mua, chăm sóc và huấn luyện trâu chọi. Đó là chưa kể họ còn phải đóng tiền để có suất cho trâu tham gia lễ hội. Theo một người dân đã nhiều năm nuôi trâu chọi ở Đồ Sơn, thì việc để có một ông trâu tham gia lễ hội, người nuôi phải tốn một số tiền rất lớn. Cụ thể, sau lễ hội, các chú trâu phải ngay lập tức tìm mua một chú trâu chọi để chuẩn bị cho năm sau. Để mua được một chú trâu khỏe mạnh, dũng mãnh, sừng lớn, cung sừng lượn cong, người Đồ Sơn phải chi từ 100 đến 150 triệu đồng. Việc chăm sóc trâu chọi cũng vô cùng tốn kém khi mỗi tháng khẩu phần ăn của trâu hết khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng, bao gồm cỏ voi, cỏ mần trầu, mía, cây ngô, thậm chí để tăng trưởng sức khỏe cho trâu, chủ nuôi phải mua cả mật ong và mật gấu để cho trâu ăn. Như vậy, tiền nuôi trâu là khoảng 30 đến 5 triệu đồng, 50 triệu đồng. Đó là chưa kể chủ trâu phải đóng một số tiền từ 25 đến 70 triệu đồng tùy năm và tùy phường để trâu được vào sới thi đấu. Số tiền này có thể tăng lên hơn 100 triệu đồng nếu tỷ lệ cạnh tranh cao, bởi mỗi phường chỉ có 4 suất trâu tham gia lễ hội. Ngoài ra, người nuôi trâu còn phải chi thêm các khoản như tiền cúng lễ, tiền sân bãi rất tốn kém. Vâng, bỏ ra một số tiền rất lớn đến như vậy, với không ít người thì có thể coi đó là cả một cơ nghiệp, và để có thể có một con trâu chọi ra sới và sẽ khiến cho nhiều người thắc mắc là đổi lại thì chủ trâu sẽ được gì? Liệu có phải là để bán thịt trâu với giá cao vài triệu đồng một kg hay không, khi mà trâu vô địch thì cũng chỉ nhận được giải thưởng là 100 triệu đồng? Câu trả lời là không. Có lẽ là không một người Đồ Sơn nào nuôi trâu chọi nghĩ đến việc bán thịt với giá cao. Bởi với người dân ở vùng biển này thì chọi trâu là một lễ hội tâm linh và họ sẵn sàng đầu tư tiền để lễ hội được duy trì như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Chỉ có điều gần đây do công tác tổ chức mà lễ hội này đã có nhiều sai lệch, là biểu hiện của sự thương mại hóa. Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền cho rằng điều cần cấm là những biến tướng, những hành vi lệch lạc xa rời ý nghĩa gốc của lễ hội, chứ không phải là cấm toàn bộ việc tổ chức lễ hội.